Thế sau khi mình đăng ký vài ngày thì bên ngân hàng người ta gửi cho mình một cái phong bì nó rất là dày. Nó cái phong bì dày nhất từ ngày xưa mà mình nhận được ấy. Nó rất là dày luôn. Đây bây giờ mình sẽ mở ra trong này xem nó có những gì nhá. Khá là nhiều. Một tập dày. Đây là cái tập hồ sơ mà mình sẽ phải ghi thông tin xong rồi đóng dấu. Đây nha, mình sẽ vào thử đã. Cái này là người ta nói là mình kiểm tra trước khi mà mình gửi đi, mình kiểm tra xong ok chưa. Cái tờ này là sẽ là tờ mà mọi người phải dán cái thẻ ngoại kiều của mình vào đây nhé. Đây tí nữa mọi người phải dán cái mặt trước và mặt sau của thẻ ngoại kiều của mình vào đây. Nếu mà ai mà sử dụng cái nó to hơn, ví dụ như là passport này, hộ chiếu thì mọi người dán đằng sau này. Còn nếu mà sử dụng thẻ khác như thẻ ngoại kiều, bằng lái xe hoặc là thẻ My Number thì mọi người dán vào hai mặt vào đây nhá. Thẻ My Number thì mọi người dán một mặt thôi, mặt đằng trước thôi nhá, mặt đằng sau mọi người không phải dán đâu. Đó là cái tờ này để mình gửi đi ấy. Nào. Tiếp đến vẫn còn nữa. Hướng dẫn thôi, hướng dẫn photo. Đây là mình phải photo một trong những cái thẻ hiện tại mà mình đang có, ví dụ như thẻ bằng lái xe này, My Number này, hoặc là thẻ ngoại kiều ấy. Một cái nhá. Còn bên này là mình phải xin một là Yumiho bản gốc. Đấy, hoặc là mọi người xin cái thanh toán điện nước ga nhưng mà phải đúng chính chủ nhá, đúng tên của mình, đúng địa chỉ của mình ấy. Tốt nhất là mọi người hãy đi xin cho mình cái Yumiho để gửi hai cái nhá, hai cái. Đó là một là ví dụ như thẻ ngoại kiều với Yumiho chẳng hạn. Đấy, hoặc là thẻ My Number với Yumiho. Rồi. Để ta hướng dẫn thôi. Đây là hướng dẫn phần ghi. Trong này nó sẽ có một tờ để mình đóng dấu ấy. Đây đóng dấu. Tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn mọi người. Đây cũng là hướng dẫn thôi. Đóng dấu rõ ràng này. Đóng dấu rõ ràng. Rồi xem nào. Đây là copy. Ai mà sử dụng cái thẻ giao lưu cao độ thì mọi người chú ý nhé. Đấy. Nghĩa là nó có phải đủ các số như này, một từ 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Đằng sau mọi người chụp phải cả đằng sau nữa. Thì mọi người sẽ phải copy hai mặt nếu mà ai sử dụng cái thẻ ngoại kiều ấy. Rồi còn cái nào nữa ta? Cái này không liên quan lắm, không có gì cả. Cái siêu card đủ. Ở cái này người ta ghi là trường hợp mà mình đăng ký ấy, người ta sẽ gửi về cái địa chỉ mà mình đăng ký nhá. Ví dụ như trong lúc đăng ký mà chuyển chỗ khác ấy, người ta sẽ không chuyển qua chỗ khác cho mọi người đâu. Rồi còn cái bên trong này nó là cái mọi người để ý trong cái túi này thì nó sẽ có cái nữa, lại một cái nữa hướng dẫn là mọi người chú ý copy này, bằng lái xe hoặc là giao lưu cao độ này, hoặc là thẻ bảo hiểm đó, sau đó là xin thêm một cái Gmail hoặc là điện nước ga, giấy đăng ký điện nước ga, nhưng mà phải bản gốc nhé, bên này phải bản gốc này đó, Gamble này, cái này copy ok, còn bên này phải bắt buộc phải bản gốc nhá. Rồi sau này con có cái gì nữa ta? Ủa. Cái này tí nữa mình sẽ viết cái nhờ cái mật khẩu của thẻ này, xong mật khẩu của debit này, xong rồi mật ai đăng ký thẻ credit thì mọi người viết xong rồi dán cái này lên nhá. Nó cái có chữ Mizuho ấy. Rồi còn đây là cái phong bì để mình gửi về. Tất cả những cái mình chuẩn bị xong mình gửi về đây. Viết họ tên vào, xong gửi vào. Bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn mọi người những cái giấy tờ mình cần phải ghi nhé và gửi nhé. Đây là cái tờ đầu tiên mà mình phải ghi. Thì mọi người để ý nhé. Nó cho đúng cái tên. Mình phải che cái thông tin của mình đi, đúng cái tên cái tờ này thì mọi người đóng cho mình cái dấu đỏ.
của mình vào đây, dấu sử dụng để đăng ký tài khoản ngân hàng vào đây nhé. Rồi sau đó là cái phần bên dưới này nữa. Đấy là cách siêu ca độ ăn số băng của này. Đấy. Nhập cho mình 4 chữ số của thẻ. Đấy, thẻ ATM nhé. Còn đây là 4 chữ số của banking. Người có thể làm khác nhau hoặc là giống nhau cũng được. Đó nhá, cái tờ này thì mình chỉ cần điền hai chỗ đó thôi nhá. Cái tờ tiếp theo thì mọi người phải điền nó nhiều hơn. Đây là cái tờ mà mình sẽ phải đăng ký cái con dấu của mình ấy. Bên trên này thì mọi người viết cho mình cái ngày ghi nhá. Rồi bên dưới là tên Romaji cho mình. Katakana người ta có ghi rồi, Romaji nhá. Bên dưới này là địa chỉ, người ta có ghi Katakana rồi. Thì mọi người ghi địa chỉ bằng kanji cho mình xuống dưới này. Bên trên này là ngày tháng năm sinh nhá. Bên dưới là số điện thoại. Và bên cạnh này là đóng cho mình cái dấu của mình vào. Đó mọi người biết nhé. Cái tờ tiếp theo này là CRS này. Nó có nghĩa là mình chỉ sống ở Nhật và đó thuế ở Nhật thôi. Đấy, bên phần này thì mọi người chỉ cần ghi cho mình cái tên vào đây. Tên Romaji vào đây cho mình nhé. Vào đây nhé. Mọi người nhớ cái tờ này, CRS này nhé. Tiếp đến cái phần Otorihiki này. Thì những cái thông tin mà mình vừa đăng ký xong thì người ta đã ghi lên trên này rồi. Thì mọi người, mình chỉ thấy trong cái phần này người ta có ghi hết thông tin rồi nhé. Cái mặt đầu tiên, thế là có hai tờ, mọi người mở sang phần sau nhé. Tờ tiếp theo cho mình. Đây, trong cái tờ này, đây mọi người chỉ cần phải ghi cái phần này, mình thấy có phần này là chống nó phải ghi rồi này. Đây bên dưới này là cho những người giống như kiểu làm về bên thuế này, bác sĩ chẳng hạn ấy. Đó, luật sư thì ghi vào đây, còn bình thường của mình thì mình sẽ ghi cái ô trên cùng này nhá. Tên công ty hoặc tên trường học vào đây. Bộ phận của mình và chức vụ của mình vào đây. Có ghi rồi nhưng ở đây không thấy ghi. Còn ngoài ra thì chỗ phần này thì mọi người chỉ cần ghi như thế thôi nhá. Đến phần tiếp theo là cái tờ này. Thì mọi người nhập cho mình cái mã mật khẩu bốn số vào đây. Thẻ credit ấy, nếu ai đăng ký thì nó sẽ có tờ này. Sau này sẽ là mật khẩu của thẻ nhé, thẻ credit ấy. Đấy, sau đó mọi người lấy cái tem người ta gửi cho rồi dán lên. Cái tờ tiếp theo này sẽ là tờ của GCB. Là thẻ debit nhé. Mọi người đã nhập cho mình cái mã bốn số, đây là mình sẽ đăng ký cái mã mật khẩu bốn số của thẻ debit thì viết vào đây. Mọi người viết bốn số ở đây nhé. Còn cái tờ cuối cùng, cái này thì của mình đây, của cái Kusama Ikae. Cái này mình giữ lại nhé, không phải nộp đi đâu. Nộp những cái kia thôi. Là xong những cái thông tin mà mình phải ghi. Mọi người xem lại xong ghi đầy đủ cho mình nhé. Rồi sau khi mà mọi người viết xong tất cả những cái thông tin, đóng dấu xong rồi thì mọi người kiểm tra lại kỹ cho mình nhá. Kỹ cho mình trước vì nó rất là nhiều. Cái tờ đầu tiên mình vứt ra và tờ cuối cùng là dành cho cá nhân mình giữ lại thì mình cũng bỏ ra rồi. Còn lại là gửi hết về cho ngân hàng nhá. Đây và nữa là mọi người photo cho mình cái thẻ ngoại kiều đi. Tại thẻ ngoại kiều hoặc thẻ My Number chứ bằng lái xe ấy, mình thấy nó không có đủ tên tòa nhà nên có thể là nó sẽ không, nó khó ấy. Người ta yêu cầu là phải đủ tất cả những cái tên tòa nhà, số phòng nữa. Thì mọi người photo cái như của mình đây, xong mình dán vào hai mặt của thẻ ngoại kiều, xong mình dán vào nhé. Và xin thêm một cái nữa, cái Jumiho, là cái Jumiho mình đã xin rồi. Mình sẽ bỏ cùng vào trong ba cái này, vào trong phong bì để gửi cho bên ngân hàng nhé. Là ok, mọi người nhớ chuẩn bị cho đầy đủ nhé. Không đầy đủ là bên ngân hàng người ta lại gửi giấy về yêu cầu phải bổ sung thêm ấy. Rồi, xong rồi thì mình nhét vào trong cái phong bì này thôi. Đây, phong bì này. Và gửi ghi thêm cái tên và địa chỉ của mình. Và bỏ vào trong hòm thư nhé. Và thêm một cái nữa đấy. Người ta còn hỏi mình xem đã cho cái copy vào chưa này. Cái thứ hai là cái bản gốc của cái Jumiho hoặc là thanh toán điện nước này. Rồi đã nhập địa chỉ đã nhập mật khẩu chưa? Tối đa là 4 chỗ ấy, 4 chỗ mà mình vừa mới nhập. Rồi còn dấu hai chỗ nữa. Mọi người để ý xem nhá, dấu hai chỗ ấy. Nếu mà không có vấn đề gì trong khoảng 1 tuần là thẻ sẽ về.